Xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm cho anh em, đó là Kidman 1 giờ bản lĩnh của phái mạnh. Về sản phẩm này thì nó có công dụng gì? Thì nó kích thích sự ham muốn, rồi thứ hai là kéo dài thời gian yêu, và thứ ba là bị kích thích tăng kích thước cậu nhỏ, thứ tư là làm chậm quá trình mãn dục. Về là mình sẽ đi sâu về cái những công dụng tuyệt vời đối với Kidman 1 giờ như thế nào nhé. Về sản phẩm Kidman 1 giờ, đó là một cái trợ thủ đắc lực cho nam giới trong chuyện phòng the, và nó giúp nam giới hỗ trợ sinh lý ý và cải thiện những tình trạng xuất tinh sớm nè, sinh lực bị suy giảm nè, yếu nè, và rối loạn cương dương hay là đau lưng mỏi gối vân vân. Rồi sản phẩm Kidman được nghiên cứu bởi giáo sư Trần Trọng Trí, vốn là một người Việt kiều Mỹ. Không, Kidman 1 giờ nó không chỉ là một sản phẩm đắc lực của nam giới mà nhờ công dụng hiệu quả của nó, và còn là một sản phẩm uy tín và chất lượng khi đạt qua nguyên tắc rất cao của FDA của Hoa Kỳ. Về Kidman 1 giờ thì nó giúp các ông, quý ông á, giúp các anh này giảm đỡ căng thẳng, mệt mỏi sau khi quan hệ tình dục cũng như là sinh hoạt thường ngày. Về hỗ trợ nam giới tăng cường sinh lực, giảm rối loạn sinh lý thường gặp, giúp nam giới hỗ trợ tình trạng bị rối loạn cương dương, nhờ vậy mà dương vật khỏe mạnh và nhận được nhiều tín hiệu từ não bộ và mau chóng cương cứng khi được cái sự kích thích. Kidman 1 giờ nó đặc biệt hỗ trợ nam giới dễ dàng tăng khoái cảm, cảm xúc và ham muốn tình dục. Kidman 1 giờ, ngoài ra những cái công dụng đó thì Kidman 1 giờ nó còn tinh giới tinh dùng hơn là sản phẩm khác vì những công dụng đặc biệt sau. Đó là sản phẩm Kidman hỗ trợ cảm giác kiểm soát tốt về quá trình xuất tinh trong mỗi lần quan hệ, giúp kéo dài quan hệ tình dục, giúp nam giới cải thiện được số lượng cũng như chất lượng tinh trùng, qua đó nâng cao khả năng thụ thai hơn ở nam giới, cải thiện được tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Ngoài ra Kidman 1 giờ nó còn hỗ trợ làm chậm quá trình mãn. Thành phần của Kidman nó thì gồm là ngọc trúc, táo nhân, quế nhục, xiên hung, nấm tỏ dương, rồi đông dung mật nhân, ngũ vị tử, bạch tật lây vân vân. Và bạch tật lây nó có tác dụng là hỗ trợ tăng cường hormone cho nam và hỗ trợ tăng cường sinh lực sung mãn. Còn ngũ vị tử đó là một thành phần phổ biến của y học, tác dụng hỗ trợ trắng dương bổ thận. Còn đông trùng nó phục hồi tình trạng yếu sinh lý cả nam và nữ, giúp cho cuộc sống vợ chồng thêm tăng mạnh. Về lọc nhung thì thành phần này nó giúp hồi phục sức khỏe, đồng thời cũng giúp được hỗ trợ ngăn ngừa và loại trừ các tuyến liệt dương, xuất tinh sớm, vô sinh. Về nhục thực dung á, thì có tác dụng bổ thận và thường là sử dụng trong hỗ trợ chữa vô sinh cho cả nam giới và nữ giới. Phòng bá bệnh là đúng như thành phần giúp nam giới tăng thêm sự kích thích, hưng phấn trong mỗi lần quan hệ, đặc biệt là công dụng giúp nam giới luôn duy trì được trạng thái của... Dâm dương hoắc là một tên gọi là đây là thành phần giúp nam giới tắm tàn thẳng trong cơ thể, ngoài ra giúp duyên khí luôn khỏe mạnh và thêm mạnh khỏe chắc xương. Ngoài tầm đực thì có tác dụng thức tinh, bổ thận trắng dương và thường dùng trong các bài thuốc di tinh liệt dương. Đối tượng sử dụng đó là người bị suy giảm chức năng sinh lý, yếu như yếu sinh lý nè, xuất tinh sớm mà gọi loạn cương dương, rồi duy trì được thời gian dài trong quan hệ tình dục, người mong muốn cải thiện kích thước của vân vật trong mỗi lần quan hệ và tránh tình trạng rối loạn cương dương, người gặp được tình trạng như đau cậu nhỏ trong lúc quan hệ tình dục, cảm giác mất mát sau mọi cuộc yêu, và mọi người có dấu hiệu mãn dục, cảm thấy chán nản, suy giảm ham muốn, đồng thời không cảm thấy rõ mạn sau khi. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những lưu ý và không thể bỏ qua dành cho 1 giờ, Kidman 1 giờ dành cho nam giới từ 18 tuổi trở lên, sản phẩm Kidman 1 giờ không dành cho nữ giới. Hướng dẫn sử dụng và cách sử dụng của Kidman 1 giờ. Kidman 1 giờ nó sử dụng là một lần một ngày và mỗi lần là một viên, như vậy là mình sử dụng một viên cho một ngày đó ha. Lưu lượng thì dành cho giống như là để hỗ trợ các bệnh và sinh lý á, thì nam giới nên dùng một viên cho một lần sử dụng vào một ngày, cụ thể vào buổi sáng trước khi ăn hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Liều lượng dành cho quý ông có phần yêu hoàn mỹ hơn thì cách sử dụng lên phone giờ tốt nhất là nên dùng một viên cho một lần sử dụng và sử dụng trước khi có bắt đầu cuộc yêu ít nhất là 60 phút. Cơ chế tác động của viên uống Kidman 1 giờ
đó là nam giới sau khi sử dụng một ngày sẽ bắt đầu giảm đi tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, cơ thể bắt đầu tràn trề sinh lực. Nam giới sau khi sử dụng được 7 ngày bắt đầu có sự ham muốn tình dục mãnh liệt, đồng thời cảm giác như mới quan hệ lần đầu. Nam giới sau khi sử dụng được sau 4 ngày thì đợt này kích thước của dương vật dài thêm, cơ thể cảm thấy hưng phấn. Kích thước dương vật sau 4 ngày, kích thước dương vật dài thêm, thời gian cương cứng dài hơn và có thể yêu bất cứ lúc nào. Sau 30 ngày thì cuộc sống tình dục thỏa mãn hơn trước, có thể kéo dài được yêu lâu hơn, kéo dài đến 40. Kích men 1 giờ nó được cục vật lý thực phẩm dược phẩm FDA chấp nhận. Ngoài ra còn được Bộ Y tế cấp phép lưu hành về độ vệ sinh thực phẩm. Giá của kích men 1 giờ đó là 890.000 một hộp 200 viên. Để mua sản phẩm kích men này thì vui lòng anh hoặc chị để lại họ tên, số điện thoại và địa chỉ để giao hàng. Cái phương thức giao hàng đó là nhận hàng tại nhà, kiểm tra hàng, thanh toán qua code. Và giá sản phẩm tổng cộng là sau khi nhận hàng là 890 ngàn. Và có thể có đặt mua sản phẩm này qua đường link ở dưới phần mô tả của video của mình. Cảm ơn anh chị đã quan tâm video của mình.